Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Zombie Tsunami. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi chiến đấu đây. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng làm nhiều video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và đừng quên comment cái tên game nào các bạn thích xuống dưới video nha. Mình sẽ tìm hiểu về cái game mới và làm cho các bạn cùng xem. Ok, bây giờ thì chúng ta đi chiến đấu thôi nào. Ok, hãy xem những anh chàng zombie của chúng ta đi quậy đây. Những anh chàng zombie này đi quậy cùng đèn tiên cá và anh chàng Superman. Ok, anh chàng Superman của chúng ta đang bay với tốc độ rất là kinh khủng. Bay nhanh quá cho nên mấy con còn lại nó đâu thèm giết đâu. Ok, hãy xem anh bạn Superman của chúng ta làm được gì đây. Đó, mới bắn ra một tia laser rất là lợi hại luôn. Wow, và bây giờ chúng ta đã mới nhận được một cái bộ giáp cầu thủ. Bộ giáp cầu thủ này gọi là rất là lợi hại luôn các bạn. Nó có thể phá hoại mọi thứ, bom nè. Đó. Ok, và anh chàng Superman đang thể hiện bản lĩnh của mình. Anh ta đang bay với tốc độ kinh hoàng các bạn ơi. Không ngờ là anh ta bay nhanh như thế và anh ta bay mất tiêu rồi. Ok, coi nào, wow. Mình mới thấy cô nàng tiên cá vừa tặng một nụ hôn cho chiếc xe. Nó, cô nàng tiên cá mới hôn nữa kia. Cô nàng tiên cá này ghê gớm quá. Tặng những cái nụ hôn toàn là nụ hôn tử thần luôn à. Tan tan. Quá chết. Mình mới thấy cái vật, mình định nhảy lên cái vật mà không ngờ là tự nhiên cái vật cái nó mất tiêu và nó sạc xuống, làm anh em của mình nhảy xuống đìa hết trơn rồi. Thiệt là đau lòng quá đi. Ok, mình mới tiễn thêm mấy anh em mà nhảy dù vô tem đây. Còn nào, hôm nay mình sẽ cố gắng phá kỷ lục thế giới. Kỷ lục thế giới là 113 anh em. Ok, hiện tại còn 12 anh em thôi. Cái gì đây? Chúng ta sẽ biến mọi thứ thành vàng các bạn ơi. Biến mọi thứ thành vàng là rờ tiền, rờ bơm, rờ đủ thứ, cái gì cũng sẽ biến thành tiền hết. Rất là tuyệt vời luôn đúng không nào? Ok, một cô gái xinh đẹp mới vào tem. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Đất đâu hết trơn rồi. Mình không còn thấy đất nữa. Đất đâu rồi? Chết rồi. Còn có một con à. Quá nguy hiểm luôn. Thật sự là rất là nguy hiểm. Oh my god. Mình nhảy lên là nó chìm hết trơn luôn rồi. Hôm nay mình được 67 cái não các bạn ơi. Tèn. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu lại thôi nào. Ha ha. Tăng. Wow, bây giờ chúng ta sẽ quậy ở xì phố. Đây là một cái thành phố các bạn ơi. Một cái thành phố nhỏ bé. Tèn. Lật xe. Ok. Oh yeah, những anh bạn của chúng ta đội rất là nhiều nón luôn. Đứa thì tóc xù, đứa thì cột tóc. Zombie con gái là cột tóc lên nè. Còn zombie con trai thì mang cái mang tai nghe. Nó làm zombie mà nó nghe nhạc nữa các bạn. Đi ghê chưa. Ok. Sao đất đâu rồi, chết rồi. Mình cứ tưởng đâu là sẽ bị chết do lọt xuống đìa hết trơn. Nhưng không ngờ là đất nó lại hiện lên. Cái trò game này đòi hỏi sự tập trung rất là cao độ luôn các bạn. Wasabi, những anh chàng chúng ta đã biến thành cầu thủ hết rồi. Những anh chàng cầu thủ. Ơi, cái gì đất có chút xíu vậy? Đất có chút xíu thôi các bạn. Thật sự là nó chỉ có chút xíu thôi. Nhảy mà sơ sẩy một chút xíu là bị dính bẫy luôn á. Nữa rồi. Trời ơi, đất mà có chút xíu làm sao mà nhảy, mà khi mà lên tốc độ cao rồi là HNT chỉ còn chịu trận thôi. Ok.
Đây là bãi biển, chúng ta đi tắm biển thôi nào. Tăng 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 tăng. Oh yeah, con nàng tiếng cá thì dục tiền, còn anh chàng Superman thì dục não cho mình. 25 anh em rồi. 25 anh em. Ok, 26 rồi các bạn ơi. Quá thú vị luôn, 26 rồi, 20 rồi, bị lọt đè hết mấy đứa, còn 18. Nhưng không sao, không sao, tập này mình sẽ phá cái lục Guinness thế giới đây. Đây, UFO. Đây, rất là thú vị luôn, UFO sẽ cung cấp anh em cho chúng ta. Nó lo lắng về phần gọi là người sống, còn mình là lo lắng về phần người chết là... Mấy này chơi là chết là do mình. Còn người sống là UFO nó lo là để bay. Ok, tại vì mình chơi là toàn là người mấy này nó chơi hồi nó chết hết trơn à. Ok, nhảy lên nào. Lên luôn. Hình quá, 15 anh em, dư sức là chiếc xe tăng. Không thôi là bị chiếc xe tăng cản lại là anh em sẽ chết một mớ. Wow, chúng ta đang thấy sức mạnh của siêu nhân. Đó, chống với siêu nhân hả? Sức mạnh của siêu nhân rất là kinh hoàng luôn. Không có giỡn với siêu nhân được đâu. Ủa, nhanh quá các bạn ơi, nó nhanh quá. Sao mà nó tự nhiên nó nhanh dữ vậy nè. Chết rồi. Ui, nhanh quá. Đất đâu rồi? Đất đâu rồi? Ô, nàng tiên đẻ được. Oh yeah, nàng tiên biết đẻ, quá tuyệt vời luôn. Ha ha, hãy xem nàng tiên đẻ kìa. Nàng tiên đẻ ra được cho chúng ta mấy anh em luôn rồi. Yeah. Thôi nào, Superman thèm con lĩnh của mình đi chứ. Nó phải bay với độ kinh hoàng đó. Đúng rồi, tiêu diệt tất cả mọi thứ. Ok, 19 anh em này sẽ sống được bao nhiêu lâu đây? Cố lên, còn có 6 đứa à. Rồi, còn có 5 đứa, 4 đứa. Ok, cái gì đây? Tên tên tên. Ây da. Ok, chúng ta đang biến thành con quái vật khổng lồ rồi. Chết cha. Hên quá, vẫn còn sống. Ok, đi quậy thế nào. 4 anh em nữa mới vào nhà rồi. Tèn 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 tèn. Lên luôn. Ok. Chúng ta đã biến thành gọi là cái con quái vật khổng lồ. Có 3 tia laser rồi. 3 tia laser luôn. Ây da, quá nhanh rồi các bạn ơi. Thật sự là nó đang rất là nhanh luôn. 104 anh em rồi. Làm sao để kiếm thêm đây? Không kiếm thêm là mình banh xác luôn. Coi nào coi nào. Cố gắng phá kỷ lục thế giới mới được. Chạy 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 chạy. Quá nhanh. Quá nhanh rồi. À dạ, còn có 6 anh em thôi. 7 anh em. 8 đứa rồi. Căng quá. Coi nào coi nào. Cái gì đây, con rồng. Quá tuyệt vời. Chúng ta vừa lượm được con rồng các bạn ơi. Ha ha. Nhờ chú rồng này chúng ta có thể gọi là phá kỷ lục không nào. Cố lên anh em. Ui, mém chết. Ui, trời ơi. Mấy cái miếng đất này. Ui, trời ơi, nguy hiểm quá. Thực sự cái game này làm mình gọi là rất là bối rối luôn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Coi nào, bình tĩnh, cứ từ từ. Cứ từ từ, không gì phải vội hạng hết. 108 rồi. Coi nào, coi nào. Oh my god, tốc độ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây. Tốc độ nhanh như vậy nè. Trời ơi, từ từ thôi chứ. Trời ơi, quá nhanh các bạn ơi, không thể gọi là quá nhanh. Rồi lên nào. Oh yeah, được 4 đứa nữa rồi. Phá kỷ lục thế giới. Oh yeah, 15 anh em. Ha ha, hôm nay mình đã phá được kỷ lục rồi. Lên được 115 não. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok. Ha ha ha, new record. Nó báo cho mình là mình đã gọi là phá được kỷ lục mới. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và đừng quên like và share video nhé.
Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tèn 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 tèn.